mà ở vai trò đạo diễn thì Huyền sẽ phải làm việc với rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau. Cái may mắn nhất đó là mình đã có một ekip rất là tuyệt vời. Về bối cảnh thì rất là may mắn khi mà hợp tác với họa sĩ Đinh Ngọc Mai. Tổng thể bối cảnh sẽ chia là ba cái gam màu để đánh dấu vào ba cái cung bậc tình cảm, ba giai đoạn đi theo cái số phận của Kiều. Mở đầu phim là màu xanh, ở trong này thì là tông màu chủ đạo, tông màu nâu đậm và đen, và đặc biệt là đỏ. Hai cái màu chính là từ nền gạch cho đến rido, đến đèn lồng, đến những họa tiết rất là nặng, phù hợp với nội tâm của Kiều. Sang đến giai đoạn thứ hai, Kiều gặp một chút xích, tình yêu này là hai người đã vừa bỏ trốn ra khỏi đầu xanh. Lúc này gam chủ đạo chính màu xanh mượt mà của cây cối, sông suối, đường núi non, và đoàn làm phim đã chọn được cái bối cảnh ở Cao Bằng. Chúng tôi đã dựng bối cảnh ở đó và tạo được cái chất thơ đến một cái cụm bối cảnh và toàn bộ cái bối cảnh trong dinh hoàng cư, dinh hoàng bà, tất cả những cái sang trọng dùng những cái tông màu nâu và vàng, đặc biệt là những cái mảnh vàng, mảnh kem. Cái khó khăn nhất trong cái phim Kiều này mình thấy rằng là cái bối cảnh sân khấu dưới nước đặc thù, nó rất đặc là riêng. Thì là anh em thiết kế đã định tính và đóng Huyền tại Huế, nhưng mà đang trong lúc thi công thì anh em phải lùi về Hà Nội do dịch nó xảy ra. Thuyền thì bọn mình đóng là thuyền không có đáy, đấy, nó có một cái đặc thù hoàn toàn khác. Để làm sao là thuận lợi nhất cho thi công là một, thứ hai là cho diễn xuất và để đảm bảo được yêu cầu của kịch bản, đấy, thì anh em thiết kế có bàn với đạo diễn Mai Thu Huyền là sẽ phải đóng thuyền tại Hà Nội, đóng 5 cái thuyền. Thì nó là thuyền quá khổ quá tải, thì cho nên là với một cái điều kiện là chuyển thuyền từ Hà Nội ra Huế, khu sinh thái về nguồn, sau đó mới chuyển vào trong Đại Nội. Thì đó cũng là lại cả một cái chặng đường rất là khó khăn. Chuyển vào Huế thì chúng tôi lại phải có một cái khâu gia công, gia cố lại, bởi vì trong cái vận chuyển là quá khổ quá tải đó phải tháo rời từng bộ phận. Trong khi chuyển từ khu vực về nguồn vào trong Đại Nội cho trong Hồ Ngọc Dịch thì cái thời gian nó rất là dài. Đấy, chúng tôi lại phải cẩu lên xe, cẩu tự hành đến cửa Hòa Bình hạ xuống, rồi chúng tôi chuyển bằng tay vào trong. Nó cũng vào khoảng gần 500 mét, và từ trên bờ thuyền, từ trên bờ để hạ xuống cái Hồ Ngọc Dịch, thì khi hạ xuống thì nó hoàn toàn khác hẳn với cách tính của anh em tại xưởng. Khi vừa mới thuyền tiếp nước một cái thì hoàn toàn bị lật ngược xuống. Đấy, sau cả một ngày gần 20 con người nghiên cứu tính toán và sửa sang để làm sao để cho thuyền nổi được, không bị chìm, không bị tròng trành, để cho diễn viên ngồi an toàn. Bối cảnh của Dương Hoạn Thư thì có một cái điều đặc biệt nữa, đó là Mai Thu Huyền đã đưa những cái chất liệu của tranh trúc chỉ để trang trí cho bối cảnh này. Cái sự tương thích của tác phẩm trúc chỉ với cái ngôn ngữ ánh sáng của điện ảnh và của ánh sáng trong phim rất là ăn khít với nhau. Đó là một cái điều rất là đáng mừng và mở ra một cái hướng ứng dụng mới cho cái trúc chỉ mà chúng tôi sẽ đánh sâu hơn trong tương lai. Về thiết kế phục trang thì ngay từ đầu cái người đầu tiên mà Mai Thu Huyền nghĩ đến đó là nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Với cái sự hỗ trợ của Luận Thế Tuấn thì những cái bộ trang phục là được in theo những cái thiết kế riêng của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Chúng tôi phải suy nghĩ đau đáu để thổi hồn nhân vật ở cái bộ trang phục đó, làm sao nó hợp với cả nhân vật, rồi nó hợp với cả bối cảnh, rồi qua được cả đạo diễn duyệt, rồi qua rất là nhiều khâu nữa. Thì đấy là cái mà mình với ca sĩ Huyền rất là mong muốn là trau chuốt cho bộ phim, từ không phải là chỉ có hình ảnh đâu mà còn kỹ thuật. Và khi mà họ di chuyển hay là khi mà bay thì mình, cái sự tính toán của mình, từ chất liệu cho màu sắc cho đến bối cảnh, nó đều là vào một cái khung hình đều đẹp. Thì cái đấy là cái mà Thủy thấy là happy nhất. Có một cái điều nữa mà Thủy nghĩ là cũng là một cái yếu tố hấp dẫn trong cái bộ phim Kiều, đó chính là những cái cảnh quay hành động. Thực ra thì cũng có một cái sự sáng tạo trong cái bộ phim này, bởi vì nhân vật Thúc Sinh ấy, thì không phải là một cái nhân vật mà trong nguyên tác là giỏi về võ nghệ. Và để hai người phụ nữ xinh đẹp như là Kiều và Hoạn Thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa thông minh, yêu say đắm đến như vậy thì chắc chắn là phải một nam nhân rất là tài năng. Nên chính vì vậy thì Huyền cũng muốn đưa những cái yếu tố hành động vào cho cái nhân vật Thúc Sinh để tạo được cái kịch tính và cái hấp dẫn trong bộ phim. Mấy cái vai này chủ yếu là dùng kỹ thuật là chính, là đánh là nhiều, không đến nỗi là phải chịu đòn. Chỉ có vai của Hiếu Hiền thì nó hơi nặng cái là bị đá quăng rồi té, mà khi mà mình chụp dây á, mình không cho té xuống đệm, mình cho té thẳng xuống cái nền gạch của cái bối cảnh thì nó hơi nặng chút xíu.
Timmy thì làm rất là nhiều phim, thì cũng va chạm rất là nhiều, cũng có kinh nghiệm xử lý, tập mấy kỹ thuật té, kỹ thuật kéo dây, kỹ thuật giật lên văng rồi té xuống sao mình phải thả cho nó đúng, nhìn cho nó thật, cho nó tốt. Thì khi mà khán giả nhìn vô thấy thật